Tưởng đâu anh đi nước ngoài rồi chứ. Thì đó. Bệnh ra về quê hả ở đây? Ở đây chứ quê anh đâu à. Ờ em biết đâu. Bệnh ngặt heo. Bị đột quỵ. Đột quỵ hả? Lâu quá không thấy chào bà con. Lâu lắm mới gặp lại ảnh nè. Shop di động kêu nay bán ít vậy? Anh mới ra. Bán lại là mấy ngày này? Mới ngày nay luôn á. Mới ngày nay luôn hả? Ngon quá chừng luôn á. Ngon mà rẻ. Ờ lấy cho 4 năm trái này đi. 4 năm trái này thôi. Ờ. 4 năm trái cà tím đi. Lâu lắm rồi quay là ổng nè. Ừ chào. Làm rồi em làm cái clip chợ vui á, chợ vui. Chợ vui hả? Ờ chợ vui. Ổng dài nghỉ một năm nay có coi gì đâu. Ờ nghỉ một năm không coi. Kêu tư quá ra bà chưa ra nữa trời. Bà nhắc hoài mà nó sao sao. Dạ chị Hiệp ơi. Bí giờ bí cậu rồi, dẻo. Bà nhắc có hoài. Nói trên này đi. Ờ coi coi trên này coi. Bà nhắc hoài à. Bà nhắc hoài mà bà nói không biết à, không thấy đâu mà hết trơn. Quá trời à, cũng làm tí luôn. Xài không? Xài quà lắm á. Nè, ở nhà có xài rồi. Tính tiền đi. Ờ, có em 30 hết á. 30 hả? 30. Đây. Rồi. Chào cô bác nha. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Anh bệnh mới đi mới bán lại nè. Rồi 70 anh kêu. Cảm ơn anh Diệp ơi. Kêu bà ra coi bà có mua gì vậy? Để kêu bà ra coi bà có mua gì vậy? Nó có qua đèo rồi. Ờ